Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Chu Tiên tập 41. Ở cuối tập trước, sau khi Quỷ Lệ chấn động trong lòng, trên mặt hắn xuất hiện nét hân hoan cực độ, dáng vẻ u sầu thường thấy bỗng chốc biến sạch. Miễn cưỡng chế ngự cơn kích động đang trào dâng trong lòng, nhưng Quỷ Lệ vẫn không kiềm chế nổi run giọng, xin tiền bối chỉ giáo cho. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn một lúc rồi chợt hỏi, có phải ngươi rất yêu cô gái đó có phải không? Quỷ Lệ không trả lời nhưng trên mặt hắn biểu lộ một khát vọng mạnh mẽ. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu thở dài, nhưng trong đôi mắt toát lên vẻ nhu hòa thương cảm dịu dàng nói. Như ngươi nói, cô gái đó thể xác vẫn bảo toàn, nhưng do ảnh hưởng của pháp lực quỷ dị nọ mà hồn phách bị thất tán. Từ trước đến nay nếu tam hồn thất phách đã thất tán, thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu, bất quá vẫn còn lại một hồn thì vẫn còn có hy vọng. Hồn phách tuy phân làm tam hồn thất phách, nhưng chính là tồn tại với tinh hồn của con người, cùng con người gọi đơn giản là hồn phách, đến nay vẫn còn là điều thần bí. Những người tu đạo Trung Nguyên ít biết đến, nhưng nhiều năm trước đây ta đã từng chứng kiến có dị nhân thi triển hoàn hồn dị thuật thu lại. Toàn bộ hồn phách của một người đàn ông không may bị yêu ma thu mất nhất hồn tam phách. Theo ta nhận thấy, tuy tình hình có sự khác biệt, nhưng chỉ cần bằng hữu của ngươi thể xác chưa tan rã, hồn phách vẫn còn sót lại, chắc vẫn có thể cứu được. Vẻ mặt Quỷ Lệ vốn đang rất hưng phấn, nhưng khi nghe đến hoàn hồn dị thuật, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì nhíu mày nói. Tiền bối, người nói đến hoàn hồn dị thuật có phải muốn nói tới Hắc Vu tộc ở vùng Nam Man Thập Vạn Đại Sơn không? Cửu Vĩ Thiên Hồ nhướng mày cảm thấy lạ lùng, gật đầu nói, sao ngươi cũng biết đến chuyện Hắc Vu tộc à? Hắc Vu tộc thần bí khó lường, Hắc Vu đại sư tinh thông quỷ linh hồn phách di thuật chuyên lo chuyện cúng tế thần linh trong tộc. Nếu ngươi có thể tìm được Hắc Vu pháp sư thì bạn ngươi rất có thể sẽ được cứu. Quỷ Lệ im lặng một lúc, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng, thấp giọng nói, không giấu gì tiền bối, 10 năm trước đây cũng có nghe nói rằng Hắc Vu tộc có khả năng cứu được bằng hữu. Cho nên 10 năm nay vãn bối đã qua lại Nam Cương không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến cả nơi sơn cùng thủy tận trong vùng Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm. Nhưng dù tìm kỹ thế nào đi nữa vẫn chẳng thấy được chút tung tích nào của Hắc Vu tộc. Có người đã nói với vãn bối rằng ngàn năm trước đây Hắc Vu tộc đã bị tuyệt diệt. Ngàn năm trước ư? Cửu Vĩ Thiên Hồ nãy giờ đang chăm chú nghe bỗng cao giọng cắt ngang lời Quỷ Lệ. Không sai có gì sao? Quỷ Lệ ngẩng đầu nhìn. Nhu mị nữ từ đó khẽ cau mày, như đang nghĩ đến điều gì, làn tóc mây nhẹ buông trên bờ vai, ngọn gió đêm thổi qua, vài sợi tóc khẽ vương trên mặt nàng. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nói, việc đã quá lâu, đầu óc cũng không còn linh hoạt sáng suốt nữa, nên phải nghĩ ngợi hồi lâu mới có thể nhớ lại được. Sau khi ta tình cờ thấy người thuộc Hắc Vu tộc 200 năm trước khi bị khốn trong hỏa trận tại phần Hương Cốc, nên có thể nói, đại khái khoảng 500 năm trước, Hắc Vu tộc vẫn còn có người tồn tại. Quỷ Lệ nhìn nàng chằm chằm, trên mặt thần sắc biến hóa kịch liệt, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn theo nét mặt hắn. Đột nhiên cười một tiếng nói, được rồi, ngươi coi như là ân nhân của ta nên ta sẽ giúp ngươi việc đó. Ngày mai ta sẽ cùng với ngươi đến Nam Cương tìm kiếm, đến nơi mà ta đã từng gặp người của Hắc Vu tộc để xem có tung tích nào của họ hay không. Quỷ Lệ hít sâu một hơi, trầm ngâm giây lát rồi hơi cúi đầu, nói, đa tạ tiền bối cảm ân bất tận. Chỉ cần có thể cứu được người bằng hữu, tương lai bất luận tiền bối có điều chi sai khiến chỉ việc nói với vãn bối là được. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn người thanh niên trước mặt, chỉ thấy vẻ kiên nghị hiện rõ trên nét mặt, trong mắt ẩn chứa vẻ ân cần dịu dàng, không biết là đang tưởng nhớ đến ai. Một ý niệm nảy sinh, không biết tại sao, trong tâm tư nàng bỗng xuất hiện một tình cảm nhu hòa. Đàn ông trên thế gian đối với người phụ nữ rốt cuộc vẫn còn có kẻ si tình như vậy. Màn đêm sâu thẳm, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có từ cánh rừng sâu tại địa phương vô danh văng vẳng tiếng côn trùng rả rích trong đêm, cảnh vật u u trầm trầm lúc gần lúc xa. Ngọn dã phong thổi qua, rừng cây lay động, âm thanh xào xạc. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhẹ nhàng đặt Tiểu Hôi trên mặt đất, đứng giữa khu rừng, thân hình hơi run rẩy. Một lát sau, nàng nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì, giống như đang dùng cả thể xác lẫn tâm linh để cảm nhận hương vị của tự do. Tiếng bước chân từ phía sau bỗng dừng lại, tiếng Quỷ Lệ vọng đến, đêm đã khuya, sao tiền bối vẫn chưa ngủ? Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn nhắm mắt, thậm chí cũng không quay đầu lại, chỉ thong thả nói, còn ngươi, sao ngươi cũng không ngủ? Quỷ Lệ trầm mặc giây lát rồi trả lời, vãn bối cũng không ngủ được. Cửu Vĩ Thiên Hồ quay lại nhìn hắn, mỉm cười nói, khẩn trương như vậy sao? Quỷ Lệ không đáp, với hắn việc này vốn đã tưởng là tuyệt vọng mà nay lại có niềm hy vọng mới làm cho hắn bị kích động đến nỗi không ngủ được. Cửu Vĩ Thiên Hồ nở một nụ cười, vẻ đẹp rạng rỡ của nàng lan tỏa làm cho cảnh đêm trở nên ấm áp. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói, có một việc mà ta muốn nói với ngươi. Quỷ Lệ đáp nhanh, tiền bối, xin hãy nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn một hồi rồi nói, ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa, con người ngươi những mặt khác cũng khá. Mà sao cứ gọi một nữ nhân là tiền bối này tiền bối nọ, làm như người ta già lắm vậy, như vậy không sợ thất lễ sao? Quỷ Lệ im lặng. Căn bản không phải là 18, 28 hay 2800 tuổi mà chỉ là nữ nhân sợ già nhất. Vậy, ta gọi người thế nào bây giờ? Quỷ Lệ thận trọng hỏi. Nữ tử đó nghe vậy, thân mình khẽ xúc động,
trên mặt xuất hiện nét phân vân. Một lát sau mới nói, ừ nhỉ, gọi thế nào bây giờ? Cái tên ngày xưa ta đã quên mất rồi. Như thế này đi, ngươi đã thấy chân thân của ta là Bạch Hồ, thôi thì cứ gọi ta là Tiểu Bạch cũng được. Tiểu Bạch, Quỷ Lệ gọi nhỏ một tiếng, trên mặt hắn biểu lộ nét cổ quái. Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa hồ không để ý, đảo mắt một vòng, nhìn thấy Tiểu Hôi đang nhảy nhót qua lại trên mặt đất. Lập tức cảm nhận ra điều gì, hướng Quỷ Lệ hỏi, được rồi, ngươi gọi con khỉ kia là gì, không lẽ gọi trực tiếp tên Tam Nhãn Linh Hầu? Quỷ Lệ đáp, con khỉ đó ta nuôi nó từ nhỏ, ta gọi nó là Tiểu Hôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhu mị nữ tử đó từ giờ tên là Tiểu Bạch, khẽ giật mình rồi lập tức bật cười, đưa tay bồng lấy Tiểu Hôi, nhìn nó từ trên xuống dưới một lúc. Trong ánh mắt hiện vẻ cười vui nói, à há, chúng ta quả nhiên có duyên, ngươi là Tiểu Hôi, còn ta là Tiểu Bạch. Tiểu Hôi chúi mõm vào lòng nàng, cười chi chí, tay quàng lên vai trông rất thân mật. Quỷ Lệ đứng bên nhìn thấy cảnh đó, nhất thời không biết nói gì, một lát sau tựa như lắc đầu rồi lặng lẽ rời khỏi. Hôm sau bầu trời dần sáng, chỉ là không nhìn thấy rõ mặt trời ở vùng Nam Cương này. Bầu không gian có cảm giác âm trầm mây đen đầy trời, quả là một ngày u ám. Bất quá ánh sáng lại chiếu đến, rồi một vài luồng gió nhẹ lướt qua người làm bớt đi cảm giác khó chịu không như cỗ nhiệt khí tối hôm qua, khiến cho tinh thần trở nên phấn chấn. Cảm giác lạnh lẽo đang lưu chuyển trong cơ thể, huyền hỏa giám trên ngực cũng tỏa ra một luồng khí ấm áp. Hai luồng khí bất đồng cùng lúc tồn tại trên người hắn, dây khắc đó tựa hồ rất ổn định không xung đột với nhau. Quỷ Lệ từ từ mở mắt ra, trong lòng cười khổ. Thật sự là không một ai biết được điều gì đang diễn biến trong cơ thể hắn. Tối hôm qua Tiểu Bạch như Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đã nói vài điều về việc này. Trong lúc đấu pháp với xích diễm thú, trong người hắn đột nhiên xuất hiện triệu chứng băng lạnh. Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết được làm sao cơ thể hắn sẽ duy trì tình trạng này được bao lâu. Hắn cúi thấp đầu, nhìn thanh thiêu hỏa côn đen xì đang nằm tĩnh tại trong lòng bàn tay. Đã nhiều năm qua, nó luôn là người bạn đồng hành thân thiết của hắn. Hắn đột nhiên mỉm cười, nắm chặt thiêu hỏa côn trong tay, như là một phần thân thể, huyết mạch tương liên. Chỉ cần cứu được Bích Dao, ngoài ra hắn còn suy tính gì được nữa. Bỗng nhiên, trên ngọn núi nhỏ kéo đến một trận gió, có một thân ảnh đang trên không trung bay đến. Quỷ Lệ nhíu mày, đứng dậy, mục quang nhìn lên, trong mắt ngập vẻ lạnh lẽo. Một lúc sau, thân ảnh đó hạ xuống, ánh sáng chuyển động, từ từ tan đi, hiện rõ một bóng áo vàng. Kim Bình Nhi. Quỷ Lệ ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, trong lòng bất giác chấn động. Ngọn núi nhỏ này tuy không phải là nơi bí mật gì cho lắm, nhưng vấn đề là hắn lại không phát giác ra Kim Bình Nhi đã theo dõi mình bằng cách nào mà lại có thể tìm đến nhanh như vậy. Kim Bình Nhi với nụ cười luôn sẵn trên môi liếc nhìn về phía Quỷ Lệ, tựa hồ như đã sớm biết hắn ở đây. Không một chút ngạc nhiên, mỉm cười nói, công tử thật khéo chọn chỗ. Quỷ Lệ hừ nhẹ một tiếng, cất tiếng, Kim cô nương thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Kim Bình Nhi tựa hồ như không chú ý đến lời nói của Quỷ Lệ, cười nói, tiểu nữ làm sao mà so sánh với công tử được. Tối qua công tử chỉ cần nhích tay mà đã làm cho phần hương cốc náo loạn cả lên, tiểu nữ thật tình bái phục. Quỷ Lệ trong lòng hết sức băn khoăn mà cuối cùng vẫn không hiểu được làm thế nào mà nữ tử của Hợp Hoan phái có thể theo sát mình như vậy. Nhưng vẻ mặt bề ngoài vẫn không biểu lộ nét gì, lạnh lùng nói, tối qua núi lửa bùng phát, chỉ là hiện tượng tự nhiên, chẳng có quan hệ gì với ta cả. Còn cô nương tối qua có thám thính được điều gì không? Kim Bình Nhi đảo mắt, đang định nói gì, bất chợt khẽ cau mày, nhìn ra phía sau Quỷ Lệ, kêu khẽ một tiếng, đầu tiên nhìn thấy con khỉ xám luôn đi theo bên cạnh Quỷ Lệ. Tiếp theo từ trong rừng một nữ tử nhẹ nhàng bước ra, làn da trắng như tuyết, lông mày như vẽ, thật là vạn nét phong tình, ngàn phần ôn nhu, một vẻ đẹp tuyệt vời, quả là tuyệt thế mỹ nhân. Kim Bình Nhi vừa đưa mắt nhìn qua đã phát hiện một điểm quan trọng là nữ tử này chỉ mặc một lớp áo, ngoài ra không còn gì khác. Nhất cử nhất động thấp thoáng hiển lộ đường nét cơ thể, đầy vẻ dụ hoặc. Y phục đó là của nam nhân lại là áo của Quỷ Lệ mặc tối hôm qua, đưa mắt nhìn lại thì rõ ràng hiện tại Quỷ Lệ không có áo ngoài. Kim Bình Nhi với ánh mắt thích thú như vừa phát hiện ra điều gì, chợt nở nụ cười, nói, vị thư thư đẹp đẽ này, sao chưa từng gặp qua. Nói đến đây, nàng nhìn Quỷ Lệ cười cười, nói, từ lâu nghe nói công tử và Bích Dao tiểu thư có mối thâm tình. Bích Dao tiểu thư vì công tử mà thất hồn tán phách, xả thân dưới Chu Tiên Kỳ Kiếm, công tử vì Bích Dao tiểu thư mà phản lại Thanh Vân Môn, gia nhập Thánh giáo. Phụ trợ Quỷ Vương tông chủ chinh phạt tứ phương, sát nhân vô toán. Trong 10 năm nay, không ngại mạo hiểm thâm nhập vùng Nam Man thập vạn đại sơn xa xôi để tìm phương pháp chữa trị cho Bích Dao tiểu thư. Những việc như vậy, làm sao mà không khiến cho nữ nhân trên thiên hạ ái mộ cho được. Thanh âm nàng rất nhu mị, vẻ mặt lại ôn hòa, nhưng giọng điệu lại đột nhiên thay đổi, chỉ là thời gian vô tình, trải qua năm tháng, chuyện cũ cũng phôi pha. Nay công tử gặp được duyên mới, thật đáng chúc mừng. À, nhưng ngày sau khi trở về Hồ Kỳ Sơn, nhất định sẽ có lời chúc mừng tới Quỷ Vương tông chủ. Quỷ Lệ sắc mặt lạnh băng, sau khi nghe vậy thần tình càng nghiêm lạnh, nhưng hắn chỉ hừ một tiếng lạnh lẽo mà không nói lời nào. Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Quỷ Lệ, rồi nhìn qua Kim Bình Nhi đang đứng trước mặt. Hốt nhiên cười nói, vị cô nương này đã hiểu lầm rồi, kỳ thật tối qua tiểu nữ gặp phải bọn xấu.
bị bọn chúng khinh khi bức hiếp, may nhờ có Quỷ Lệ công tử đi ngang qua, ra tay giúp đỡ, may mắn thoát nạn. Còn được công tử cho mượn tạm tấm áo để che thân. Kim Bình Nhi đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, với ánh mắt đầy kinh nghiệm của mình, thật khó mà tin được lời giải thích vừa rồi. Lại trông dáng vẻ nhàn nhã ung dung của Tiểu Bạch như chẳng có vẻ gì là đã bị cường nhân uy hiếp. Theo sự quan sát của Kim Bình Nhi, trên thế gian này chẳng thể có cường đạo nào dám nhắm mắt đụng vào nữ tử này, chỉ sợ quá nửa là. Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, chỉ bất quá đối với sắc đẹp phi phàm của Tiểu Bạch. Dường như không muốn nhìn lâu thêm, quay sang Quỷ Lệ nói công tử tối qua vào phần hương cốc có phát hiện gì thêm không? Quỷ Lệ lạnh lùng trả lời, chẳng có chút gì, tối qua sau khi tiến vào cốc, không lâu sau núi lửa đột nhiên phun lên, ta cũng theo đó trở ra lại. Đến đây ngừng lại một chút, hướng về Kim Bình Nhi nói, ngươi tối qua cũng tiềm nhập vào cốc. Có gì khác thường tên ngư nhân quái tộc và phần hương cốc đó có quan hệ như thế nào, ngươi có phát hiện được gì không? Kim Bình Nhi mỉm cười, thần tình tự nhiên lắc đầu thở dài, thật không dám giấu ta cũng chẳng phát hiện được gì. Tối hôm qua, phần hương cốc cốc khẩu náo loạn, bọn đệ tử bàn tán xôn xao. Gã ngư nhân đó thật sự không biết ở đâu cả. Quỷ Lệ nhăn mặt cau mày, nhất thời không khí trầm mặc. Kim Bình Nhi trầm ngâm giây lát, rồi quay đầu nhìn Tiểu Bạch, nở nụ cười nói với Quỷ Lệ. Bây giờ công tử đang có mỹ nhân bầu bạn, ta ở đây trở thành chướng ngại mất. Chúng ta hãy tạm thời chia tay, sau này nếu còn có duyên chắc sẽ gặp lại tại vùng Nam Cương này. Nói xong, hướng về Tiểu Bạch cười một tiếng, vung tay áo, một đạo quang mang chuyển động biến thành một luồng sáng màu vàng bay vào không trung. Quỷ Lệ đứng nhìn thân ảnh càng lúc càng nhỏ dần nơi chân trời, cau mày suy nghĩ. Tiểu Bạch đi đến bên cạnh hắn, Tiểu Hôi trèo lên nhảy xuống một hồi thì tỏ ra rất thân thiết với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhẹ nhàng bế Tiểu Hôi trong lòng, trầm ngâm giây lát, hướng về Quỷ Lệ nói: "Ngươi cho cô ta biết là chúng ta ở đây à?" Quỷ Lệ im lặng lắc đầu, lát sau mới nói: "Chỗ này ta cũng chưa từng biết đến, nữ tử đó thực lợi hại, sao có thể theo được dấu vết của chúng ta? Vừa rồi ta ngầm kiểm soát lại trên mình, vẫn không tìm thấy dấu vết gì, quả là có điều quỷ quái." Tiểu Bạch đảo mắt, nhìn Quỷ Lệ một hồi, rồi đột nhiên không hiểu tại sao chuyển sang thân mình Tiểu Hôi, bất giác mỉm cười nói: "Với đạo hạnh tu hành của ngươi, vừa rồi cô nương đó muốn lưu lại ám ký bí mật trên người ngươi e rằng khó lắm. Vấn đề này không liên quan đến ngươi đâu." Quỷ Lệ đưa mắt nhìn qua, do dự một hồi, nói: "Vậy thì, xin tiền bao Tiểu Bạch cô nương nói vậy, tựa hồ đã phát hiện ra điều gì." Tiểu Bạch sóng mắt chuyển động, lấy tay khẽ vuốt đầu Tiểu Hôi, cười nói: "Tiểu Hôi hình như chưa bao giờ tắm, bởi vì vấn đề nằm trên mình Tiểu Hôi." Dưới chân núi, Quỷ Lệ và Tiểu Bạch tìm thấy một con suối nhỏ liền đem Tiểu Hôi ra tắm. Tiểu Hôi từ hồi sinh ra đến giờ, chỉ sợ là chưa từng biết tắm rửa là gì nên tự nhiên phản đối quyết liệt, cô sông cô chết tránh né, la hét ầm ĩ. Cuối cùng Tiểu Bạch có một cách, hái cho nó một ít quả dại đồng thời hết sức vỗ về an ủi rồi cho nó tự tắm bằng cách ném Tiểu Hôi xuống giữa suối, dùng sức nước chảy để tẩy uế thân thể. Quỷ Lệ đứng bên nhăn tít cặp lông mày, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Kỳ quái, sao ta chẳng cảm thấy có mùi vị gì cả?" Tiểu Bạch nghe nói vậy, cười nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi là nam tử, nên không để ý, đương nhiên không thể phát giác. Ta từ tối qua vui đùa với Tiểu Hôi, khi ôm nó trong lòng mới cảm nhận được một làn hương thơm rất nhẹ nhàng như có như không. Lúc đó ta đã cảm thấy chút kỳ quái, Tiểu Hôi là con khỉ chẳng thể có được mùi vị này, bất quá mùi hương này cực nhẹ, ta cũng không để ý lắm. Chỉ đến sáng nay gặp vị cô nương đó lập tức hiểu ra ngay." Rồi cười nói: "Vị cô nương đó tâm tư tinh tế, thủ đoạn cao cường, thật là lợi hại lắm." Quỷ Lệ hừ lạnh một tiếng. Không trung, trời đất thật u ám, tiếng suối chảy rào rào, Tiểu Hôi không ngờ đang đùa giỡn trong dòng suối, tựa hồ mải mê không muốn ngừng, vùng vẫy khiến bọt nước văng tung tóe ra xung quanh. Tiểu Bạch ở bên cạnh tắm rửa cho nó cũng bị con khỉ nghịch phá làm nước bắn vào ướt mình. Quỷ Lệ đứng tại một bên nhìn qua. Chỉ thấy bên dòng suối, Tiểu Bạch đang xắn tay áo, nét mặt đang vui vẻ, sóng mắt như thủy, miệng cười trúng chím nhìn Tiểu Hôi đang tắm, giúp nó tẩy rửa thân thể. Nhìn kỹ có vài giọt nước đọng lại trên mặt nàng, long lanh chiếu sáng như những hạt trân châu, hoặc treo nhẹ trên đầu mi, hoặc vương trên gò má nàng. Nhìn qua như thấu vào da thịt nõn nà, khiến cho ta sinh lòng quyến luyến không muốn rời xa. Ngọn gió của vùng Nam Cương hoang dã, từ xa nhẹ nhẹ thổi đến vuốt ve suối tóc của nàng, những giọt nước long lanh như rung động. Quỷ Lệ hốt nhiên quay đầu lại, không nhìn qua bên đó nữa. Nhưng mới trong giây lát, bỗng có tiếng Tiểu Bạch kêu thất thanh từ phía sau. Quỷ Lệ giật mình, quay lại thấy Tiểu Hôi đã tắm xong, nhảy lên bờ, Tiểu Bạch chưa kịp gọi nó dừng lại là nó đã lập tức dùng mình rũ nước trên người, làm những giọt nước bám trên người nó văng ra từ phía. Tiểu Bạch không kịp né, miệng vừa cười vừa tức, cả người như bị một cơn mưa nhỏ trút xuống ướt đẫm. Đảo mắt nhìn qua, Tiểu Bạch thấy Quỷ Lệ đang nhìn về hướng mình, liền nở một nụ cười. Quỷ Lệ mấp máy môi như muốn cười rồi lại quay đầu nhìn ra chỗ khác, sau lưng vọng lại tiếng Tiểu Bạch đang mắng mỏ Tiểu Hôi. Trong khoảng không gian u ám đó, đột nhiên xuất hiện sự ấm áp mà từ lâu không có được, thật êm đềm thảnh thơi. Phải chăng vào mùa này,
bầu trời phía nam có phải lúc nào cũng phủ một lớp bụi mờ mờ. Từ sau ngọn đồi nhỏ, theo hướng Tiểu Bạch chỉ dẫn, có bóng hai người và một chú khỉ nhỏ đi về phía tây của phần hương cốc. Cái đêm từ huyền hỏa đàm bên trên phần hương cốc phun lửa, trời đất biến đổi, uy lực vô cùng, tác động đến cả trăm dặm chung quanh. Sau ngày đó, bầu trời nam cương mây mù ảm đạm, dòng nham thạch nóng ngút trời hủy đất đã khoét một cái động lớn ở trong không lộ ra ngoài. Chỉ thấy bầu trời bên trên phần hương cốc xuất hiện đám mây lớn màu đỏ vàng chói thật kỳ lạ. Từ khi đất trời xảy cơn đột biến, nơi này trước vốn vẫn là nơi chăm mắt nhìn vào, nay lại xảy ra nhiều điều thần bí bên trong. Phần hương cốc vốn có địa vị cao trong chánh đạo nên càng làm cho nhiều người nhòm ngó. Hiện nay thiên hạ đang xôn xao bàn tán, tất cả đều là phỏng đoán về những chuyện xảy ra bên trong phần hương cốc. Trong những ngày này, ranh giới nam cương trước đây vốn hoang sơ không người lai vãng, nay bắt đầu tụ tập nhiều khuôn mặt khả nghi, số công khai, số ẩn nấp, đông không đếm xuể đều ngấm ngầm tìm hiểu xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này làm cho người của phần hương cốc chẳng vui vẻ gì, ngược lại, những nguồn tin bí mật cho hay, cả phái phần hương cốc đối với chuyện này vô cùng tức giận. Một mặt, vẫn giữ thái độ nhã nhặn vui vẻ đối với nhóm đệ tử do các đại phái chính đạo như Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự cử tới, rồi nói lấp liếm cho qua chuyện. Mặt khác, đối với ma giáo tam đại phái bí mật nhòm ngó, bên trong phạm vi thế lực của mình tuyệt không nương tay. Nhất thời cả vùng nam cương rộng lớn đều lấy phần hương cốc làm trung tâm, đao kiếm nhân ảnh cứ chốc chốc lại lóe chớp di động. Chỉ là bất luận người của chánh đạo hay ma giáo, tất cả đều cảm nhận được không khí thần thần bí bí vây quanh phần hương cốc, dần dần lộ rõ điểm bất bình thường. Lần này phần hương cốc dường như cũng muôn phần kích động, đệ tử trong cốc hầu hết đều trong tư thế sẵn sàng hành động. Không kể ngày đêm không ngừng truy xét khắp nơi biên giới phía nam, như muốn tìm kiếm người nào vậy, mà cứ úp úp mở mở, không hề thông báo. Vài ngày nay, bầu trời nam cương trở nên vô cùng náo nhiệt, thường thấy xuất hiện những tia sáng rực rỡ tuyệt đẹp lóe sáng trên bầu trời. Tất cả các đệ tử xuất sắc của phần hương cốc như đang truy tìm điều gì. Lời đồn đãi từ đó tiếp nối nhau nổi lên. Dị thú gì xuất thế, hoặc là thần bí kỳ bảo từ miệng núi lửa vọt thẳng lên trời, biết bao lời phỏng đoán, nhiều không kể xiết. Lạ hơn nữa là có người đích thực nghe được có chuyện nội loạn xảy ra tại phần hương cốc, đệ tử phản loạn đã sát hại cốc chủ Vân Dịch Lam. Quả là trùng hợp, phần hương cốc chủ Vân Dịch Lam quả nhiên những ngày này không thấy xuất hiện. Đến cuối cùng chuyện đồn đãi ngày càng thậm tệ, đến nỗi trong mấy ngày nay kinh động đến cả đạo huyền chân nhân của Thanh Vân Môn và Phổ Hoàng đại sư của Thiên Âm tự. Hai vị đồng thời phái đệ tử đến phần hương cốc dò hỏi, phần hương cốc giờ khóc giờ mếu, chỉ biết giải thích rằng là cốc chủ hiện đang bế quan, không thể xuất hiện. Tin tức xác đáng truyền về, Thanh Vân Môn và Thiên Âm tự an tâm phần nào, chỉ là hai vị trưởng môn đại phái chẳng phải tầm thường. Có lẽ đoán biết bên trong tất có điều không ổn, liền mật thám cho các đệ tử đừng vội về núi, bí mật ở lại điều tra. Ngày nay thiên hạ phân loạn, quần ma lộng hành, phần hương cốc trước giờ vẫn thần bí ám muội. Trong trận chiến tại Thanh Vân Môn cũng không tham dự càng khiến cho người ta suy diễn này nọ. Lần này Quỷ Lệ vì giải thoát phong bế đã 300 kềm hãm cửu vĩ thiên hồ mà gây nên một tràng sóng gió bão bùng ập đến, nam cương chính là nơi phong vân tụ hội. Hiện nay phần hương cốc đang phái vô số đệ tử lai vãng chi tìm hành tung Quỷ Lệ và Tiểu Bạch với đạo hạnh tu hành của mình. Tự nhiên không để đám đệ tử này trong mắt, tuy nhiên nếu để lộ hành tung, tất không tránh khỏi vô số phiền phức. Hơn nữa, còn kinh động đến các đại nhân vật phần hương cốc dẫn người truy đuổi, chỉ sợ khó chống cự. Dù sao phần hương cốc cũng là thiên niên đại phái, tiềm lực khó đoán. Quỷ Lệ nghĩ lần này đại sự hàng đầu là truy tìm tung tích Hắc Vu tộc để cứu chữa cho Bích Dao. Do đó, sau khi xuống núi, theo ý kiến của Tiểu Bạch, Quỷ Lệ bèn tìm một thôn làng hẻo lánh, mua lấy hai bộ y phục địa phương, một nam một nữ cùng với Tiểu Bạch mặc để cải trang. Biên giới nam cương xa xôi quan ngoại, phong tục tự nhiên cũng khác hẳn trung thổ. So với trung thổ thì y bào của dân địa phương quả có phong cách khác biệt. Bởi vì y phục được mua ở Thiên Tích thôn, họa tiết trên y phục được làm thủ công nên khác biệt rất lớn với ở trung thổ. Ngoài khác biệt về kiểu cách, màu sắc cũng khá là tươi tắn. Y phục của nam nhân thì thường xanh sẫm ở phía dưới, còn của nữ tử thì màu sắc rất phức tạp, đẹp một cách rực rỡ. Để tránh tai mắt của phần hương cốc, Quỷ Lệ không ngự pháp bảo, nhưng trong lòng nôn nóng, cũng nhờ Tiểu Bạch thuyết phục nhiều lần. Ngươi không thể để 10 năm chờ đợi lãng phí được, dù có thể những thời khắc cuối phải chờ đợi thêm vài ngày. Nhược bằng nhất thời không kiên nhẫn, mà để phần hương cốc truy đuổi, chỉ sợ cục diện hỗn loạn, cũng chẳng biết được khi nào phải đợi cho đến lúc có thể đi được. Quỷ Lệ mặc dù không đủ kiên nhẫn, nhưng cũng không thể phủ nhận lời khuyên có lý của Tiểu Bạch, hai người chậm rãi bước đi. Họ mặc những bộ quần áo của vùng Nam Cương, nên mặc dù trên đường đi có gặp vài nhóm đệ tử của phần hương cốc đuổi theo, nhưng cũng không nhận ra được. Chỉ là Tiểu Hôi hình dạng đặc biệt, nhìn kỹ là nhận ra ngay. Chỗ quan trọng nhất chính là tối hôm đó, Quỷ Lệ cùng Tiểu Hôi vẫn chưa bại lộ thân tính. Vì thế người của phần hương cốc không biết diện mạo mấy người họ ra sao. Chỉ thường xuyên tra hỏi hành tung những nhân vật bất thường nên không để ý gì đến họ. Thời khắc này, Quỷ Lệ và Tiểu Bạch đã đi khỏi phần hương cốc ngoài 300 dặm trên đường cổ đạo. Chính là nơi hoang vu hẻo lánh, đồng không mông quạnh không người hẻo lánh. Chỉ vừa nửa canh giờ trước, mấy người họ mới vừa nghênh ngang đi ra từ một nhóm đệ tử phần hương cốc. Bầu trời sẫm lại, mây đen vần chuyển, Quỷ Lệ khẽ nhíu mày, bước lên trước.
Tương phản với hắn, nụ cười lúc nào cũng hé nở trên khuôn mặt Tiểu Bạch, tinh thần phấn kích, khi nhìn đông lúc nhìn tây, thả mắt về Nam Cương phong quang xa xa. Dù chỉ là con đường đồi hoang sơ cũ kỹ, trong mắt nàng tựa như khung cảnh mỹ lệ nhất vậy. Quỷ Lệ khẽ nghiêng người liếc một mắt nhìn qua, thấy con khỉ Tiểu Hôi đang chễm chệ trên vai Tiểu Bạch, có vẻ an nhiên tự tại lắm. Không biết có phải vì cả hai cùng là linh vật thế gian hãn hữu, nên Tiểu Hôi đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ thân thiết vô cùng, nên mấy ngày gần đã đeo dính không rời Tiểu Bạch. Nhìn Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch chốc chốc vui đùa, dâm gian mấy tiếng chi chi có vẻ hoan hỉ lắm. Quỷ Lệ hốt nhiên chợt nghĩ, nếu cựu bằng hữu Tăng Thư Thư núi Thanh Vân mà thấy được bộ dạng này, chắc là ngưỡng mộ lắm lắm. Tiểu Bạch mặc lên y phục của nữ tử Nam Cương bản địa, kiểu cách không có gì khác lạ, chỉ là một bộ y phục tầm thường, nhờ dung mạo tuyệt thế. Bây giờ như hào quang tỏa sáng, càng hiển hiện ra một phong thái diễm lệ vô song, dường như nữ tiên tử này phải mặc những loại áo này mới xứng. Có thể biểu lộ hoàn toàn từng nét đẹp riêng biệt của Nam Cương nữ nhân. Tiểu Bạch ngấm ngầm theo dõi mục quang của Quỷ Lệ, ánh mắt khẽ chuyển động chúng chím cười hỏi, thế nào, ngươi thấy ta mặc bộ y phục này có đẹp không? Quỷ Lệ khẽ cười, bằng vào tính của hắn không dễ gì trả lời những câu hỏi vu vơ thế này. Bèn chuyển sang chuyện khác hỏi, ta nghĩ tiền bối đối với phong tục hoàn cảnh Nam Cương địa phương chắc là rất thông thuộc. Không cần phải nói, chỉ một thôn xóm nhỏ sâu trong vùng núi hẻo lánh gần phần hương cốc tiền bối cũng tìm thấy, có khi nào đã từng qua đây? Tiểu Bạch khẽ hé môi, ánh mắt hướng về phía trước, chỉ thấy xa xa thế núi liền mạch, vô cùng vô tận, đích thị Nam Cương địa thế đặc biệt. Trước mắt là một con đường cổ đạo, uốn lượn kéo dài về phía trước, hai bên không xa không gần, đều có những kỳ sơn quái thạch cao chót vót. Nàng chậm chạp từng bước, hồi lâu khẽ thở dài, giọng nói xa xăm u hoài, ta đã đến nơi này. Quỷ Lệ hơi cả kinh, hỏi thật vậy sao? Tiểu Bạch thở một hơi trầm nhẹ, mỉm cười dịu dàng lắc đầu như muốn xua đi quá khứ xa xưa tâm sự, ngươi không biết sao. Hồ yêu tộc của chúng ta phát nguyên tại Nam Cương này, ta đã lớn lên ở vùng núi non cằn cỗi cùng sông suối hoang dã quanh đây. Quỷ Lệ hơi sửng sốt nói, thì ra 1000 năm nay trở lại đây, những chuyện truyền thuyết dân gian tại trung thổ đều có dính dáng đến tộc hồ của tiền bối sao? Tiểu Bạch thong thả nói, đó là vì khoảng 1000 năm trước đây, ta dẫn dắt hồ yêu tộc môn ly khai nơi này vãng lai trung thổ, cuối cùng mới định cư tại tây nam hồ Kỳ Sơn. Quỷ Lệ thập phần kinh ngạc, nhất thời không thốt nên lời, lát sau mới thốt lên được vài tiếng, chính là tiền bối. Tiểu Bạch liếc nhìn hắn có vẻ thích thú, chớm cười, ánh mắt dịu dàng long lanh tựa như mơ hồ tựa như sâu thẳm. Ngươi tưởng rằng chỉ có tổng đường hiện tại của Quỷ Vương Tông nhà ngươi là ở đó thôi sao? Khởi nguồn của danh tự Hồ Kỳ San đa phần là do hồ yêu tộc môn của ta mà ra cả. Quỷ Lệ im lặng hồi lâu, chậm rãi đáp, vậy thì tộc môn của tiền bối có khả năng cùng với tổ tiên Quỷ Vương. Tiểu Bạch không chờ hắn dứt câu, lắc đầu cương quyết trả lời, ngươi có thể yên tâm. Hồ yêu tộc của ta cùng với Quỷ Vương Tông mấy trăm năm nay là lân bang hàng xóm, sinh sống hòa bình, không những thế, trải qua mấy trăm năm nay lại còn xảy ra nhiều chuyện tình luyến ái giữa người và yêu. Cho nên mới nói, không những báo đáp ơn ngươi đã cứu ta ra khỏi Huyền Hỏa Đàm, chỉ biết ngươi là đệ tử Quỷ Vương Tông đó là một trong những nguyên nhân ta giúp ngươi. Quỷ Lệ đã cảm thấy yên tâm, suy ngẫm về chuyện Tiểu Bạch kể hỏi, sau chuyện xảy ra ở đây, ắt tiền bối phải trở về với hồ tộc núi Kỳ San để gặp lại đồng tộc. Đồng tộc? Thân sắc Tiểu Bạch nhúm vẻ quan hoài ảm đạm, ngước đầu vọng thiên, mãi một lúc sau mới âm thầm đáp, đồng tộc của ta đã bị ta hại chết rồi. Quỷ Lệ giật mình thất kinh, Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, thân sắc vô cùng thê lương, nhất thời không muốn nhắc đến chuyện đau lòng xưa. Quỷ Lệ trầm mặc một hồi, bèn nói sang chuyện khác, chúng ta đã đi được 3 ngày đường, từ đây đến Thất Lý Đồng mà tiền bối nói còn bao xa nữa? Tiểu Bạch hướng mắt về phía gã, làn thu ba lướt qua mặt hắn, nói Thất Lý Đồng tại Nam Cương là nơi miêu tộc tập trung đông nhất. Theo phỏng đoán của ta, từ đây đi tiếp 20 dặm chính là nơi các tộc tụ tập sống chung rất náo nhiệt. Gọi là Thiên Thủy Trại, theo hướng nam đi tiếp theo, một đường mòn hiểm ác sẽ dẫn tới Thất Lý Đồng của người miêu. Nói xong, nàng từ tốn gượng cười tiếp. Chỉ là ta không biết được trong 300 năm nay, Nam Cương phong thổ, địa hình rốt cục biến đổi nhiều ít ra sao. Quỷ Lệ cúi đầu trầm ngâm, vô tình gia tăng cước bộ. Tiểu Bạch đi theo sau hắn, mắt nhìn sang mấy lần rồi lại nhìn ra phía trước, dãy núi đổ liền một dải nguy nga hùng vĩ, trông giống như một người khổng lồ ngước nhìn lên trời xanh. Trên đường cổ đạo chỉ có vài bóng người nho nhỏ, trong vòng 10 năm trở lại đây, Quỷ Lệ đã vì Bích Giao mà nhiều lần du Nam Cương. Đối với phong thổ dân tình nơi này cũng thông hiểu ít nhiều. Vùng đất Nam Cương bao la rộng lớn, dân cư thưa thớt, ngoại trừ man hoang di tộc sinh sống nơi thập vạn đại san kéo dài rằng giặc vạn dặm ở phần đất cực nam. Phương cách sinh hoạt tại Nam Cương biên thủy, dân chúng đời đời sinh hoạt tại Nam Cương biên thủy. Tự chung có 5 bộ tộc chủ yếu có thể phân biệt là Miêu, Thổ, Tráng, Lê, Cao, Sơn, Ngũ tộc. Căn cứ theo nhân khẩu nhiều ít mà nói, hầu hết nhân số tộc Tráng đông nhất, chiếm có đến 40% tổng số nhân khẩu vùng Nam Cương. Dựa vào địa hình mà phán đoán, có thể nói thế lực Miêu tộc là mạnh nhất, chiếm cứ phần lớn đất đai phì nhiêu màu mỡ luận về dân phong. Cao Sơn tộc ít người nhất nhưng rất nhanh nhẹn và thiện chiến. Ngũ đại bộ tộc này đã sinh sống đời đời kiếp kiếp tại Nam Cương biên thủy. Ngũ tộc đều có ngôn ngữ riêng, nhưng mà đại thể phần lớn thời gian sử dụng cho việc trao đổi với người trung thổ ở lân cận là ngôn ngữ phổ thông. Chỉ là có không ít đặc điểm của dân tộc địa phương. Qua nhiều năm,
tự chung việc giao tiếp với nhau cũng trở nên tự nhiên, qua lại thân mật, hòa hoãn, nhưng cũng không phải không có lòng phòng hờ nhau, đấu tranh mâu thuẫn. Năm dài tháng rộng trôi qua, đã hình thành trục diện ngũ đại bộ tộc hùng cứ mỗi phương, nhưng cục diện lãnh thổ người và ta đan xen chồng chéo, rắc rối. Mà tại chỗ tiếp giáp lãnh địa, dân các tộc gần nhau thường hay sống gần nhau trong những thôn lạc đông vui. Thậm chí có khi người của cả năm bộ tộc cùng sống tại một nơi, người, ta tạp cư. Còn thiên thủy trại mà Tiểu Bạch nói đến thuộc xứ người Miêu, Tráng tộc, Thổ tộc cùng với San tộc bốn phía vây quanh. Quả thật Nam Cương biên thùy này có rất nhiều khu vực náo nhiệt nổi tiếng. Sắc trời từ từ sẩm tối, hoàng hôn sắp buông xuống, Quỷ Lê, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi hai người một khỉ cuối cùng đã đi đến thiên thủy trại. Tuy rằng tên địa phương danh tự có chữ trại, nhưng mà căn bản với kiến trúc Nam Cương bình thường sơn trại xây trên đỉnh núi có chỗ bất đồng. Thiên thủy trại dựng tại một phiến đất rộng rãi, đông nam tây bắc đều có đường bộ dẫn ra ngoài. Như Tiểu Bạch giải thích trên đường, nguyên thủy vùng này là do thổ tộc xây dựng, địa danh nguyên bản cũng không phải ở đây, mà là ở vùng núi phía tây không xa lắm. Bởi vì có một dòng suối trên đỉnh núi cho nên mới gọi là thiên thủy trại. Chỉ là về sau bốn tộc tiếp giáp nhau, dân cư ngày càng đông đúc, nơi này bỗng nhiên trở thành nơi nhiều sắc dân sống tạp cư. Tuy thương lữ vãng lai ngày càng đông, việc ở lại trên đỉnh núi, trước là địa phương nhỏ hẹp, cư trụ bất tiện, sau là giao tiếp khá khó khăn. Tuy rằng bách tính vùng Nam Cương đa phần khỏe mạnh tráng kiện nhưng cũng không mấy người tự nguyện leo núi hàng ngày để rèn luyện thân thể. Vì vậy, dân gia có nhiều người đến chân núi cư ngụ, tích tiểu thành đa, ngày qua ngày, cả một làng trên vùng núi đều lần lượt hạ cư xuống. Cùng với việc tứ tộc mua bán sầm uất, thương lữ vãng lai cũng trở nên phồn thịnh, quy mô ngày càng khuếch đại. Đến nỗi cái sơn trại trên núi dần dần hoang phế, chỉ còn cái tên Thiên Thủy trại là một mực bảo tồn đến nay. Thời khắc này trời đã sẩm tối, vẫn còn nhiều khách bộ hành đi lại trên đường, đến đi đi, ồn ào chu vi một vùng, các tộc ngữ đôi khi vang lên cùng lúc. So với chỉ một lúc trước trên con đường cổ yên vắng tịch mịch thật là đối nghịch. Ngồi chễm chệ trên vai Tiểu Bạch, Tiểu Hôi phấn kích vô cùng, đầu khỉ quay qua quay lại, nhòm ngó bốn phía, cứ chi chi khạch khạch mãi không ngừng. Tam nhãn hầu tử tất nhiên là không bình thường nên chẳng mấy chốc đã làm khách bộ hành chú ý. Lại có mấy tiểu hài phục sức vùng Nam Cương cười giỡn sau lưng hai người làm mặt hề chọc gạo Tiểu Hôi. Bản tính Tiểu Hôi lúc nào cũng thích chơi đùa, nhất thời hưng phấn lắm, vẫy vẫy đuôi, đòi nhảy xuống chơi, Quỷ Lệ lắc đầu hừng một tiếng, lắc đầu, nhanh tay kéo nó lại. Tiểu Hôi bất lực, biết là không thể chạy thoát bèn leo lên vai Quỷ Lệ, quay đầu nhìn mấy tiểu hài chi chi loạn cả lên, rồi làm mặt khỉ trở lại. Mấy đứa bé vui vẻ lắm, miệng cứ líu lo ríu rít không thành câu, ha ha cười nói, nửa muốn đi theo như là có vẻ hứng thú lắm. Quỷ Lệ nhăn mày, trong lòng có vẻ không vui, chẳng phải vì không muốn Tiểu Hôi chơi đùa, nhưng trong lòng quả có mối lo xa không thể nói ra. Hắn quay đầu nhìn hai bên, chỉ thấy khóe miệng Tiểu Bạch tươi cười. Thân sắc bộc lộ vẻ thích thú nhìn mấy đứa trẻ và Tiểu Hôi đùa giỡn, y phục thu vụng không sao che được cốt cách vẻ đẹp nhu mì mỹ lệ. Tại vùng Nam Cương biên thùy phong sương khắc khổ này, không phải nói cũng biết đa số nữ tử tướng mạo tầm thường, da rẻ thô ráp. Từ khi đi đến trung thổ, Tiểu Bạch đã dùng đạo hạnh trăm năm tu hành. Hóa tác nhân hình tạo thành dung mạo tú mỹ thanh lịch, phong tư yểu điệu, nhu mì nụ cười ánh mắt đều làm thiên hạ mê say. Quả nhiên, trong đám âm thanh ồn ào la hét đùa giỡn của mấy tiểu hài, càng lúc càng đông người tụ đến ngắm nhìn. Ánh mắt của những người này rất tự nhiên và thần tốc, chuyển từ con khỉ sang thân hình nữ nhân. Mà lớp áo thô ráp cũng cô che lấp được thân hy mỹ lệ của nữ tử. Trong chốc lát, dường như có tiếng xì xầm lan rộng từ đám đông, chúng nhân trố mắt kinh ngạc ngắm nhìn, dưới vô số ánh mắt ngắm nhìn nữ tử không hề tỏ vẻ e thẹn. Nhìn bộ dạng tươi cười của nàng, dường như cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Quỷ Lệ cảm thấy đau đầu, làm cho thiên hạ chú ý thế này thật chẳng phải bổn ý của hắn, ngần ngại không biết có nên nhắc nhở Tiểu Bạch không nên gây sự chú ý. Nhanh chóng tìm một chỗ trú chân, ngày mai sẽ khởi hành sớm đến Thất Lý Đồng làm việc chính cho xong. Chỉ là, có thể chủ định của hắn sẽ không cách chi mà thực hiện nổi. Vì trong vô số truyền thuyết thế gian lưu truyền, đến lúc này nhất định sẽ xuất hiện một loại nhân vật mà hiện tại cũng đã xuất đầu. Mấy tên lưu manh tựa như trong truyền thuyết, là người dân tộc thiểu số vốn sinh sống tại vùng Nam Cương biên thùy, quả thật đang ở ngay đây. Trong đám đông bỗng bước ra ba nam nhân, dáng vẻ đúng là mấy nam tử cao lớn, thô lỗ, ăn nói cộc cằn. Giọng nói pha tạp nhạp thứ tiếng đặc biệt địa phương với ngôn ngữ thông dụng, bắt đầu trêu ghẹo Tiểu Bạch. Lưu manh thứ nhất nói ái già, hắc à, nữ nhân này thật là xinh đẹp à. Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, đưa tay khẽ xoa mặt, tiếng nói mới nhu mì làm sao, thưa rằng vậy sao. Nhất thời đám người xung quanh cùng cười ồ cả lên. Ba tên lưu manh vui mừng, tên lưu manh thứ hai vạch ngược áo, lộ hình xăm bên trong, tiểu muội muội à, đi cùng ta sẽ cho nàng ăn ngon, mặc đẹp. Đám người xung quanh đứng nhìn lại cười ồ, Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Quỷ Lệ đang đứng bên cạnh một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười ẩn ý. Tên lưu manh bính chào cười tên ất đạo nói, ngươi biết thế nào là ăn ngon mặc đẹp không? Nói rồi quay sang Tiểu Bạch nói, tiểu muội muội, nhà ta có ruộng tốt vạn mẫu, nàng theo ta bảo bọc nàng. Lời hắn vừa nói được một nửa, nhất thời không nói thêm được gì nữa, chỉ thấy trên khuôn mặt của Tiểu Bạch nụ cười càng nồng. Dường như mỹ ý từ trong lòng phát ra, mắt long lanh như nước, như muốn hớp lấy hồn hắn.
Nàng lùi lại một bước, đứng nấp đằng sau Quỷ Lệ, cười e thẹn nói, nhưng thiếp là người đã có tướng công. Đám NGUOI xung quanh lại cười rộ lên. Tiểu Hôi đang bám trên vai Quỷ Lệ kêu lên mấy tiếng khạch khạch rồi nhảy xuống đất. Qua một lúc, Tiểu Hôi đột nhiên quỳ dưới đất, tay chống đất nảy nhót linh tinh, miệng há ngoác cười to. Quỷ Lệ mặt đanh lại, cảm nhận được sáu luồng hung hận mục quang của ba tên lưu manh, tràn đầy ý niệm thù địch nhìn hắn. Một lúc sau bọn chúng xông lên, xem ra câu đầu quyền xuất phu nhân của vùng Nam Cương. Quả nhiên trăm ngàn năm nay thật ứng nghiêm, rất được đám dân vùng Nam Cương sử dụng. Binh, 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 ba tiếng vang lên, ba thân ảnh bị đánh văng lên không, rơi xuống đường trước bức tường tên nọ chồng lên người tên kia rên rỉ ầm ĩ. Chúng nhân xung quanh tròn mắt si ngốc, Quỷ Lệ lãnh đạm nói, chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ đi, nói rồi tiến lên phía trước. Tiểu Hôi nhảy nhót trên vai, miệng ngoác ra cười, ngó nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười khẽ, quay gót đến bên cạnh Quỷ Lệ, hốt nhiên nói nhỏ. Ngươi xem, ta đã bế quan 300 năm, nguyên lai đâu tính đến tuổi tác. Quỷ Lệ không nói một lời, gia tăng cước bộ. Vùng biên thủy Nam Cương cùng với trung thổ phong tục vốn khác xa nhau, chỉ là ít nhiều năm trở lại đây, dù ở chốn xa xôi hẻo lánh, nhưng vẫn có sự giao lưu cùng với trung thổ. Khắp một dải Nam Cương sản xuất ra nhiều đặc sản như da lông thú. Khoáng sản rất có uy tín tại Trung Nguyên, đã hấp dẫn không ít thương nhân trung thổ đến giao dịch. Nam Cương vốn căn bản không có khách sạn, dần dần dưới ảnh hưởng của thương nhân trung thổ, ở một số trấn thành náo nhiệt nhất cũng đã thấy xuất hiện. Nơi Quỷ Lệ cùng Tiểu Bạch hiện đang ở, chính là một cái khách sạn, dùng trực tiếp tên bản địa Thiên Thủy khách sạn. Vào tới bên trong khách sạn, có thể thấy rõ ràng rằng phong cách bài trí chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa Trung Nguyên. Bất quá ông chủ cùng hầu bàn đều là người Tráng tộc. Tráng tộc ở Nam Cương có nhân số đông nhất, cuộc sống tương đối sung túc, đã chịu ảnh hưởng của trung thổ khá sâu, không giống các tộc khác vẫn còn giữ lối sống săn bắt hái lượm, trong Tráng tộc đã dần dần bắt đầu các hình thức nông canh kinh thương. Mặc dù như thế, người Tráng tộc thích sống ôn hòa, đại bộ phận tộc nhân đều thiếu cái phần khí chất cường mãnh, bởi vậy thế lực cao hơn lại là Miêu tộc hùng mạnh, mặc dù nhân khẩu ít hơn. Quỷ Lệ cùng Tiểu Bạch vừa ngồi xuống, hầu bàn liền đến ngay tiếp đãi. Lúc này bên ngoài trời đang tối dần, trong khách sạn sớm đã chẳng còn bao nhiêu khách. Đám bồi bàn xem phục sức bên ngoài, đúng là người Tráng tộc Nam Cương, mà hơn phân nửa đã có nhiều thời gian làm ở đây, quả nhiên ăn nói rất lưu loát. Nhị vị khách quan, muốn dùng những gì, bồn điếm còn có phòng sạch sẽ, giá cả phải chăng, xa gần đều biết tiếng. Quỷ Lệ gật gật đầu, nói, dọn cho chúng ta hai phòng, ta sẽ nghỉ lại một đêm. Gã hầu bàn gật đầu cười, rồi nói nhị vị khách quan, xem chừng vẫn chưa dùng bữa, có cần gọi món gì chăng. Quỷ Lệ trong bụng không đói, nhưng nhìn qua Tiểu Bạch, quyết định dùng chút lót dạ, mở miệng nói, này, mang cho chúng ta hai phần cơm, sau đó là vài. Tiểu Bạch ngồi cạnh đột nhiên mở miệng, mỉm cười nói, ở đây có thổ muộn hoàng tước chứ. Quỷ Lệ ngạc nhiên, quay sang nhìn Tiểu, gã bồi bàn cũng há hốc, không kềm được phải nhìn lại Tiểu Bạch, nói cô nương chẳng lẽ đã từng đến Nam Cương, món ăn đặc trưng này, chỗ chúng tôi tự nhiên phải có. Tiểu Bạch cười càng tươi, ánh mắt lấp lánh, tựa như đang lục lại hồi ức, từ từ nói tiếp. À, còn có tam đoạn xà trường, khảo hùng vĩ, khảo thu diệp, ngũ tiểu trùng, hắc tâm quả. Mục quang của nàng lấp lánh, vừa nói vừa nghĩ, lúc đầu nói chậm chậm, nói ra từng tên thức ăn một, vea sau càng nói càng nhanh, tên cũng vạn phần ly kỳ. Trước giờ chưa từng nghe tới, tuyệt không phải là những thứ có thể có ở Trung Nguyên. Quỷ Lệ kinh ngạc, trong quán không chỉ gã bồi bàn ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng lại, mà xa xa ông chủ quán cũng không thể cầm nổi đã chạy đến. Tiểu Bạch đại khái nói một hơi ra gần 30 tên thức ăn, rồi mới dừng lại, quay đầu nhìn ông chủ và bồi bàn cười nói, những món ăn ấy, ở đây có được thứ nào? Ông chủ và hầu bàn nhìn mặt nhau, hồi lâu cất tiếng cười khan, cô nương quả nhiên kiến đa thức quảng. Nói một lực quả thật nhiều món ăn, không cái nào không phải đặc sản Nam Cương. Chỉ có điều trong đó có nhiều nguyên liệu không dễ tìm kiếm, bồn điếm không kể thổ muộn hoàng tước, chỉ có hắc tâm quả và khảo hùng vĩ là hai thứ có thể làm được, thật lấy làm áy náy. Tiểu Bạch trên mặt không giấu thần sắc giận dỗi, nhưng lập tức cười nói, ngay ngươi trước tiên làm ngay ba món ăn đó đã. Ông chủ và hầu bàn đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi. Tiểu Bạch nhăn mày, lại thấy Quỷ Lệ đang chăm chú nhìn mình. Liền cười nói, đã mấy trăm năm, ta đã không còn biết đến, đột nhiên, đặc biệt muốn nếm lại những phong vị này. Ngươi đã qua đây, đã từng một lần nếm thử chưa? Quỷ Lệ lắc lắc đầu, vốn trước kia hắn đến Nam Cương, trong lòng canh cánh tìm Hắc Vu tộc để cứu Bích Giao, còn có tâm nào để ý đến những điều đó. Thường chỉ ở nơi hoang dã tùy tiện ăn uống. Lần này nếu không phải đang trong tình trạng bị Phần Hương Cốc truy tìm giáo giết. Ngoài ra Tiểu Bạch vốn là nữ tử, cũng không nên đêm đêm trú ở nơi hoang sơn dã lãnh, bởi vậy nên phải vào thị trấn. Hắn trầm mặc giây lát, đột nhiên mở miệng hỏi, thổ muộn hoàng tước tôi đại khái có thể đoán ra, còn hắc tâm quả thì là thứ gì? Tiểu Bạch cười nói, đó là thứ quả đặc hữu của Nam Cương, vỏ ngoài xanh biếc thịt trắng nõn, nhưng trong ruột có sắc đen, dầu dùng để chiên thức ăn, hương vị ngon lành khó tả. Quỷ Lệ vẫn chưa hết thắc mắc, nói, thế khảo hùng vĩ lại là thứ gì, hay là cái đuôi của con gấu đen?
Tôi đã từng nghe qua tay gấu mật gấu, nhưng chưa từng nghe đuôi gấu có thể làm món ăn. Tiểu Bạch mỉm cười nói hùng này không phải là hùng đó, Nam Cương đặc biệt có một loại thú được gọi trừng vĩ hùng. Cái đầu dài dài và nhỏ hơn gấu đen gấu trắng của chúng ta, chất thịt thì ngon tuyệt không có nơi nào có thể so sánh. Hơn nữa cái đuôi chính là tinh hoa của nó, tại bổn địa Nam Cương, rất có danh tiếng. Quỷ Lệ trầm ngâm không nói, Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, bất ngờ nói. Kỳ quái, người thường ngày vốn chẳng quan tâm đến việc gì, với những thức ăn này chả lẽ lại có mấy phần hứng thú. Quỷ Lệ bước một bước, chẳng nói lời nào, hắn từ nhỏ lớn lên tại Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong. Sớm đã phải làm bếp, với việc nấu ăn, thật sự cũng có vài phần tài năng và hứng thú. Nếu là như người khác, chỉ e anh ta đã trở thành một đầu bếp rồi, nhiều khả năng còn có thể mở một cửa tiệm nho nhỏ. Chỉ là hiện tại Quỷ Lệ thở dài một tiếng, hốt nhiên một luồng tư tưởng len lõi trỗi dậy, cái gì cũng không muốn nói nữa. Tiểu Bạch càng thêm phần chăm chú nhìn hắn, trong mắt nhu quang chợt lóe, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chỉ có Tiểu Hôi không chịu ngồi yên, nhìn đông ngó tây, không có tí dự ý nào, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Đêm tối tĩnh lặng, Thiên Thủy trại náo nhiệt cả ngày, đến lúc vào đêm đã dần lắng xuống. Thiên Thủy khách sạn có 2 tầng, lầu trên là phòng khách. Quỷ Lệ lưu tâm quan sát, tối nay chỉ có hắn và Tiểu Bạch hai người lưu lại, lẽ ra ở đây vốn nhộn nhịp. Nhưng vào lúc này, thiên hạ loạn lạc, tịnh chẳng có mấy thương nhân trung thổ ghé đến Nam Cương. Tộc nhân Nam Cương bản địa lại càng không trú tại quán trọ. Phòng Tiểu Bạch ở cách phòng Quỷ Lệ một bức tường, dùng gỗ bản để ngăn, làm sao có thể cách âm hiệu quả. Nghe loáng thoáng bên kia tường tiếng cười đùa cũng tiếng kêu chí chí dâm gian. Con khỉ Tiểu Hôi lúc nãy chạy tìm Tiểu Bạch chơi đùa, tuy nhiên hiện tại Tiểu Hôi đến giờ đi ngủ đã quay về nằm cùng Quỷ Lệ. Chỉ có Tiểu Bạch không biết nói thế nào, với Tiểu Hôi đặc biệt thân thiết, xem chừng hiện tại Tiểu Hôi đã là một niềm vui của thiên nhiên yêu hồ. Quỷ Lệ nằm trong phòng, hắn đã lâu không trọ khách sạn, mà cũng không phải thói quen của hắn. Bất chi bất giác một hồi lâu, đã vào đêm sâu, hắn chẳng còn buồn ngủ, trong lòng có đôi chút phiền muộn, liền đứng dậy, chậm chạp đến bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra bên ngoài. Không giống như ban ngày, vào lúc này trên bầu trời Nam Cương mây đen từ từ tản khai. Nơi lúc trước bị áng mây che khuất, khi tản ra từ từ để lộ một ánh nguyệt quang. Ánh trăng sáng trong, như sương như tuyết, nhẹ nhàng rải xuống, trải khắp trên thân người hắn. Trần thế du du, chúng sinh đều đang say ngủ, bốn bề lặng không tiếng người. Chỉ có từ một chốn không tên nào đó, truyền lại tiếng côn trùng kêu di dị, mỗi tiếng đều thê thiết. Bóng tối bao trùm khắp mặt đất. Từ song cửa nhìn ra, ngàn dặm thiên sơn, trời đêm sâu thẳm. Đêm thê lương cô tịch trốn Nam Cương chừng như vơi bớt, việc xưa như chiều dâng tràn ngập tâm hồn. Ngày ấy, nơi cô thôn có một tiểu hài mồ côi, nay lại lăn lộn trong sóng gió hồng trần, theo sóng mà trầm luân. Đôi lần nhìn lại, bên cạnh vốn chẳng có một người tri kỷ. Có nhân sanh thật tịch mịch làm sao kẻ nam tử dưới trăng, đành im lặng cúi đầu. Xa xa có một âm thanh phá vỡ trời đêm thanh vắng, văng vẳng truyền lại. Quỷ Lệ ngẩng đầu, hai mày cau lại, chỉ thấy bên trời có một làn ánh sáng, như lưu tinh vượt qua bầu trời đêm. Từ phía chân trời bay qua bên trên Thiên Thủy trại rồi hướng phương tây rơi xuống. Nhưng đằng sau nó, bất ngờ cũng có ba đạo quang mang khẩn cấp đuổi theo. Quỷ Lệ với nhãn quang tinh tường hơn người, đã nhận ra bốn đạo quang mang chính là do người tu đạo ngự không mà bay. Còn thấy rằng bốn đạo quang mang trên trời đêm trước sau truy đuổi. Mặc dù ba đạo phía sau thủy chung không thể bắt kịp, mà kẻ chạy trốn phía trước cũng vô phương thoát khỏi sự đeo bám. Vào phút cuối cùng, đạo quang mang đầu tiên tựa hồ đã có quyết định, từ trên bầu trời hạ xuống, dựa theo phương vị đó, chính là ở phía tây nam Thiên Thủy trại. Theo sau, ba đạo quang mang đương truy tung cũng hạ xuống. Quỷ Lệ trầm ngâm chốc lát, chỉ có điều đêm nay tâm tình rối loạn. Thật không muốn lại một mình ở đây, hữu thủ vung ra, không một tiếng động hóa thành đạo thanh quang, hướng nơi bốn đạo ánh sáng mà bay tới. Ngay sau khi thân ảnh y nhỏ dần, một tiếng chi chi vang lên, cửa sổ phòng kế bên Quỷ Lệ bị đẩy ra. Tiểu Bạch tay ôm Tiểu Hôi, nhìn về phía Quỷ Lệ bay đi, giây lát sau, thân ảnh Quỷ Lệ đã tan biến trong bóng đêm. Tiểu Bạch sắc mặt trầm tĩnh, trên khuôn mặt trắng như tuyết không có chút biểu hiện, chỉ có trong mắt sáng lên, lấp lánh kỳ lạ. Quỷ Lệ yên lặng bám theo, không bao lâu đã phát hiện nơi mấy đạo quang ảnh hạ xuống. Chính là Thiên Thủy trại ngày trước, chẳng qua bây giờ chỉ là một đỉnh núi hoang phế nhiều năm. Cùng khi hắn xăm xăm tiến nhập vào sơn trại, một âm thanh trầm muộn cất lên từ phía trước truyền lại. Trong đó hòa lẫn có sự giận dữ nào đó cùng với tiếng cười quen thuộc. Quỷ Lệ lập tức chau mày. Tiếng cười này có nét nhu mị uyển chuyển, ẩn trong đó sức mạnh mê hoặc nhân tâm, chính thị tiếng cười của Kim Bình Nhi. Quỷ Lệ do dự chốc lát, đoạn ẩn thân vào góc tối, chậm chậm tiến về phía trước. Nguyên trên lối đi tĩnh mật không một bóng người, tường hoang ngói dã, một cảnh sắc đầy vẻ thê lương. Bây giờ sắc trời đã thoáng đãng vài phần, bóng mây dần dần tản đi, ánh trăng càng lúc càng sáng, chiếu rọi xuống sơn trại hoang phế. Kim Bình Nhi mặt vẫn điểm nụ cười không hề thay đổi, đang tươi cười đứng giữa sơn đạo, đối diện phía trước nàng có một nam tử trẻ tuổi đang quắc mắt giận dữ nhìn. Con người này,
Quỷ Lệ đã nhận ra chính là đệ tử xuất sắc của Phần Hương Cốc Lý Tuân. Trên sơn đạo phía sau y, có một tên đệ tử Phần Hương Cốc đang nằm trên mặt đất. Xem bộ dạng y dường như vừa bị Kim Bình Nhi đả thương, trên y phục bắt đầu từ ngực trái thẳng xuống dưới, có một vết thương vừa rộng vừa sâu, đang rên rỉ vô lực. Có điều, ánh mắt của Quỷ Lệ chỉ lướt qua ba người này, ngay lập tức, ánh mắt hắn hoàn toàn dừng lại nơi bóng người ở sau cùng. Màn đêm thanh tĩnh sơn đạo hoang lương, sau lưng Kim Bình Nhi còn sót tàn dư một tiểu lâu hoang phế. Có một nữ tử toàn thân vận bạch y, lưng đeo trường kiếm đứng trên mái lâu tà áo nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Làn da trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh trăng, thậm chí khiến con người ta thấy hoa mắt trước tuyệt sắc nữ tử này. Dưới bóng đêm, dưới ánh trăng, còn người nào có thể có được cái ánh sáng u mỹ ấy? Lục Tuyết Kỳ. Trong ánh mắt thân quen, đang thấy hiện lên bóng hình ai? Quỷ Lệ dừng chân lại. Từ trong bóng tối, hắn lặng yên ngắm nhìn vào bóng dáng của người con gái không vương chút bụi trần đó, gió sương trần thế tuế nguyệt 10 năm. Dường như không hề ảnh hưởng đến nàng, sở dĩ khiến người ta nhớ lại, cái nhìn đầu tiên, thấy nàng trong ánh nguyệt quang, cũng phảng phất bóng dáng một tiên tử lạnh lùng băng giá thế này. Yêu nữ, trên khuôn mặt anh tuấn của Lý Tuân tràn ngập sự phẫn nộ. Hắn ta cùng Lục Tuyết Kỳ một trước một sau đuổi theo Kim Bình Nhi, nhưng ngay sau khi đến đây, ma giáo yêu nữ này đột nhiên tấn công, gã sư đệ theo cùng y chúng phải hoặc tâm chi thuật, tức thì bị tử mang nhận đả thương. Nếu như Lý Tuân không kịp ra tay, chỉ e gã sư đệ này đã thọ mệnh. Chẳng qua, sự quan tâm của Lý Tuân lúc này, ngoài thương thế của sư đệ, hắn còn có vấn đề khác nữa. Ngươi đã làm gì sư muội Yến Hồng của ta, mau mau cho trả ra ngay. Kim Bình Nhi cười mỉm, ánh mắt đột nhiên phiêu hốt, nửa hữu ý nữa vô tình dừng lại nơi bóng tối phía sau lưng Lý Tuân. Nơi Quỷ Lệ ẩn thân, nói công tử đã nói rằng là sư muội của người, tức không phải sư muội của thiếp, thiếp làm sao mà biết được. Thần tình Lý Tuân cực kỳ phẫn nộ, hiển nhiên là rất quan tâm đến sư muội này, giận dữ quát. Nếu như thượng quan sư thúc không tinh mắt phát hiện ra, bổn môn đệ ớ bị yêu nữ ngươi qua mặt. Ngươi cố ý hạ sát 6 đệ tử Phần Hương Cốc, món nợ này tất nhiên ngươi phải trả. Ngươi nếu biết điều, mau sớm trả lại Yến Hồng sư muội yên lành ra đây. Thiếp sợ quá. Kim Bình Nhi dùng tay vuốt ngực, nhưng trên mặt lại nở nụ cười duyên dáng, chẳng có chút thần sắc sợ hãi, thay vào đó lại có mấy phần nhu mì yếu đuối, dịu dàng nói. Các người dù sao cũng là chính đạo môn hạ, há có thể ỷ đông rồi khi phụ một nữ tử yếu nhược như thiếp. Một tiếng đằng hắng lạnh lùng xuất phát từ nơi Lục Tuyết Kỳ đứng phía sau. Lý Tuân hướng nhìn về phía thân ảnh mỹ lệ đứng ở trên cao, sắc diện trầm xuống, lại nhìn Kim Bình Nhi nói yêu nữ, ngươi mãi không chịu giác ngộ, ta hà tất phải khách khí. Một chữ nữa chưa kịp xuất khẩu, Kim Bình Nhi hốt nhiên cất một tiếng cười mê hoặc, trong tay áo bên phải tử mang bất ngờ lóe lên. Lý Tuân lập tức ngưng thần dưới bị, yêu nữ này quỷ kế đa đoan, thêm pháp bảo tử mang nhận sắc bén vô cùng, quả thật không thể xem thường. Vừa ngay trước đây, sư đệ cùng đi với y mặc dù chúng hoặc tâm chi thuật của cô ta ảnh hưởng, nhưng nhiều năm tu luyện cũng không tránh được một đòn, có thể thấy được đạo hạnh cao cường của cô ta. Chỉ là Lý Tuân trước nay cao ngạo, bản thân tu hành lại cao, mặc dù thận trọng, nhưng không có chút nào khiếp ý. Hơn nữa lúc này ở xa xa còn đang có một tuyệt thế mỹ nhân lạnh lùng quan sát. Y từ sau lần sơ kiến 10 năm trước, với Lục Tuyết Kỳ vốn đã say mê, nên càng không thể để mất mặt trước mỹ nhân được. Y vào lúc quan trọng chính yếu ngưng thần đối địch, lại không lường được Kim Bình Nhi quỷ trá chỉ là xuất hư chiêu. Đột ngột dừng lại, thân hình hóa một bóng màu tím, cả người và tử mang nhận hợp nhất nhằm sau lưng Lục Tuyết Kỳ công tới. Trong nháy mắt tử mang tiếp cận, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lạnh như xương, kêu một tiếng, tiên khí tràn ngập lam quang xạ bốn bề. Thiên gia thần kiếm quả nhiên đã xuất vỏ hoàng ngang trước ngực. Lý Tuân ở phía sau đã nhìn thấy, trong lòng cấp thời lo lắng, ngự kiếm nhắm đuổi theo. Nhưng bất ngờ tử mang nhận của Kim Bình Nhi cùng thiên gia tiếp xúc, ngay lập tức lùi ra ngay, nhanh như ánh chớp nhằm phía sau lưng Lý Tuân hạ xuống. Lý Tuân bất ngờ, nhất thời không quay lại đuổi theo được, lại gặp lúc Lục Tuyết Kỳ khẩn cấp truy tới, bị Lý Tuân cản lối, đành phải hạ thân xuống. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Kim Bình Nhi quay về đúng nơi Lý Tuân vừa đứng trước đây. Còn một kẻ thụ thương nằm dưới đất, là đệ tử Phần Hương Cốc đang bó tay kinh hoàng. Lý Tuân sợ đến thất sắc, lúc nãy y một chút muốn thể hiện trước Lục Tuyết Kỳ, đã quên mất đằng sau còn một sư đệ đang nguy hiểm không có một chút năng lực đề kháng. Giờ đây hối hận vạn phần, giống to một tiếng thân hình như điện, toàn lực đuổi theo. Lục Tuyết Kỳ cũng theo sát sau lưng y, hướng Kim Bình Nhi đuổi tới. Chỉ trong nháy mắt, Kim Bình Nhi đã tới bên cạnh đệ tử Phần Hương Cốc, thình lình xuất một cước, đá văng thân hình y về phía sau. Vừa gặp ngay Lý Tuân xông tới, không ngờ chạm tay vào liền bị dính máu, chớp mắt áo ngoài liền bị nhuộm đỏ. Kim Bình Nhi với một cước này, dĩ nhiên đã đoản mệnh gã đệ tử trẻ tuổi. Trong mắt Lý Tuân như muốn tóe lửa, chỉ trong một giây lát trì hoãn, Lục Tuyết Kỳ đã vượt qua người y hướng Kim Bình Nhi đuổi theo. Thân ảnh Kim Bình Nhi vào lúc đó đã nhẹ nhàng vượt qua góc tối. Trong khoảnh khắc thanh âm của Kim Bình Nhi nho nhỏ văng vẳng truyền tới giúp tôi ngăn nữ tử đó lại. Nơi bóng tối có kẻ đằng hắng một tiếng, không rõ ý thế nào, nhưng thân hình vừa muốn chuyển đi, hiển nhiên không muốn tham dự vào việc này. Nhưng thật bất ngờ,
trong cái chớp mắt như điện quang thạch hỏa đó, lại vọng lại thanh âm của Kim Bình Nhi, chỉ vỏn vẹn ba chữ Thất Lý Đồng. Ba chữ này, như một tia chớp khiến Quỷ Lệ tức thời khởi thân bay tới, chỉ thấy Kim Bình Nhi trên vẻ mặt hiện một nụ cười thần bí, chớp mắt vượt qua bên thân người hắn. Giây lát sau, thân ảnh bạch sắc của Lục Tuyết Kỳ đương đuổi theo đã hiện ở ngay trước mắt. Có ai biết rằng, vào thời khắc đó, chợt lóe lên trong tâm trí cũng chính là bóng dáng ai. Thanh quang lóe lên, Lục Tuyết Kỳ trên gương mặt một mực lãnh nhược băng xương chợt có chút động dung. Mấy phần nghi hoặc, mấy phần mơ màng, mấy phần hoan hỉ, lại cũng có mấy phần phẫn nộ. Thiên gia cùng phế huyết, lam sắc với hồng quang, trong bóng đêm va chạm cùng lóe sáng lên, rồi phiêu đãng phân khai. Lý Tuân vốn theo bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, truy đuổi theo Kim Bình Nhi, tất xem Kim Bình Nhi là đối tượng trọng yếu, đặc biệt là sau khi nàng ta đã sát hại sư đệ y. Chỉ là, y đang ở giữa không trung, chậm chậm quay đầu lại, nhìn xa xa trên sơn đạo hoang phế đang trầm lặng đứng đối diện nhau một nam một nữ. Nơi đáy mắt chỉ thoáng hiện vài tia lửa, nhưng trong lòng lại đang muốn bùng cháy. Xa xa còn truyền lại tiếng cười của Kim Bình Nhi, trong thanh âm nhu mị hòa một chút trêu gạo, Quỷ Lệ nghe thấy, vẫn trầm lặng không nói. Ánh trăng như nước, rải khắp chốn đầu núi hoang lương, nơi sơn đạo u tịch. Người nữ tử trước mặt kia, áo trắng như tuyết, trường kiếm trong tay sáng tựa nước hồ thu. Trong đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn vào một kẻ, có phải là người ấy chăng? Đến đây thì cũng khép lại tập 41 Chu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.